Tiểu sử diễn viên Minh Đức. Minh Đức là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Việt Nam. Trở về những năm 80 của thế kỷ trước, không ai là không biết đến hoa khôi màn ảnh đen trắng, nghệ sĩ nhân dân Minh Đức. Nhan sắc ngọt ngào, thanh thuần của bà khiến cho nhiều thế hệ say mê. Đến tận bây giờ, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn miệt mài đóng phim, tận tụy với nghề. Bà được biết đến qua nhiều vai diễn trong phim Người Chiến Sĩ Trẻ, Đường Về Quê Mẹ, Tiền Tuyến Gọi. Bà được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2019. Minh Đức tên thật là Đỗ Thị Đức, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1943. Nghệ sĩ nhân dân Minh Đức quê gốc ở Hải Phòng nhưng lớn lên tại Hà Nội. Khi còn là một học sinh, bà từng là hoa khôi của ngôi trường Nguyễn Huệ. Sau khi học xong trung học vào năm 1958, khi đó mới 16 tuổi, nghệ sĩ Minh Đức thi đỗ vào khóa diễn viên đầu tiên của trường điện ảnh Việt Nam, cùng với các nghệ sĩ lừng danh như nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, nghệ sĩ nhân dân Tuệ Minh, Thủy Vân, Đức Lưu, nghệ sĩ ưu tú Lịch Du. Tại khóa học này, bà cũng được coi là một trong những bông hoa rực rỡ của trường. Sau khi tốt nghiệp, bà về công tác tại xưởng phim truyện Việt Nam và được đạo diễn Nguyễn Tiến Lợi mời đóng vai biển trong phim Khói Trắng năm 1962. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của bà. Sau khi kết thúc bộ phim, vào năm 1964, bà tiếp tục được chọn vai Thoan trong phim Người Chiến Sĩ Trẻ. Cũng chính nhờ vào vai diễn của mình, bà trở nên nổi tiếng với khán giả trong nước và ngoài nước. Lối diễn xuất mặn mà và vẻ đẹp trong trẻo của một cô gái Hà Nội, vai diễn của bà đã thuyết phục khán giả trong và ngoài nước. Tại liên hoan phim Moscow năm 1965, lúc chiếu cận cảnh khuôn mặt Minh Đức, cả khán phòng suýt xoa vỗ tay không ngớt. Năm 1965, bà tiếp tục chinh phục khán giả với vai cô y tá tên Huế trong bộ phim Đường Về Quê Mẹ. Phim lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam chống Mỹ, xoay quanh cuộc sống chiến đấu của những chiến sĩ công binh. Họ có nhiệm vụ làm trận địa giả, thu hút máy bay B-52 của quân đội Hoa Kỳ để đồng đội bí mật mở đường, phục vụ cuộc chiến chống địch. Ngoài các phim nói trên, nghệ sĩ nhân dân Minh Đức còn tham gia nhiều phim khác như Bình Minh Trên Rẻo Cao, Những Ngôi Sao Biển, Dòng Sông Âm Vang, Những Người Đã Gặp, Tội Và Tình, Vương Đào Năm Ấy, Lai Đại Hàng, Biệt Ly Trắng, Hạ Sĩ Quan, Số Đỏ, Cao Nguyên Không Yên Tĩnh, Nơi Ấy Có Dòng Sông Chảy, Áo Trắng Bụi Đời, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Tình Yêu Tốc Độ, Trái Tim Sỏi Đá, Giao Thời, Hạnh Phúc Của Mẹ. Sau hơn 60 năm gắn bó với nghề diễn, đến bây giờ nghệ sĩ vẫn tham gia tích cực trong các bộ phim truyền hình. Bà thường đảm nhận các vai bà mẹ đứng tuổi, nhưng vẫn luôn đằm thắm trong mắt người hâm mộ. Hiện tại ở tuổi U81, nghệ sĩ nhân dân Minh Đức vẫn miệt mài với nghiệp diễn, lại một lần nữa hâm nóng giới mộ điệu bộ môn nghệ thuật thứ 7. Bà được khán giả biết tới rộng rãi qua những vai diễn hiện đại, như mẹ An Đông trong phim Cô Gái Xấu Xí, bà Đại trong phim Em Là Bà Nội Của Anh, bà Hiền trong Độc Thân Tuổi 30, bà Nội trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, bà Đài trong Nước Mắt Loài Cỏ Dại, bà Ngọc Tâm trong Đồng Tiền Muôn Mặt, và gần đây nhất là bà Song trong phim Ước Mình Cùng Bay năm 2024. Nghệ sĩ nhân dân Minh Đức là một tấm gương sáng về sự cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật. Bà đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Sự nghiệp của Minh Đức trải dài qua nhiều thập kỷ, từ những năm tháng đầu tiên đến những vai diễn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Dù tuổi đã cao, Minh Đức vẫn luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết và đam mê với nghề. Bà không chỉ tham gia diễn xuất, mà còn là người truyền lửa cho thế hệ trẻ. Nghệ sĩ nhân dân Minh Đức luôn khẳng định rằng, nghệ thuật không chỉ là công việc mà còn là cuộc sống, là niềm đam mê không bao giờ tắt. Những vai diễn của bà luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Bà không ngại thử sức với những vai diễn mới, đa dạng và phức tạp, từ những vai bà mẹ hiền hậu, những người phụ nữ mạnh mẽ, đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Sự tận tụy và cống hiến của nghệ sĩ nhân dân Minh Đức đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, danh hiệu cao nhất dành cho nghệ sĩ tại Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân Minh Đức không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, mà còn là một biểu tượng của lòng yêu nghề và sự kiên trì. Bà đã chứng minh rằng, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, con người vẫn có thể sống hết mình với đam mê,
và đóng góp giá trị cho cộng đồng. Những đóng góp của bà cho nghệ thuật Việt Nam sẽ mãi được ghi nhớ và là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ nhân dân Minh Đức và cuộc sống bình yên bên chồng là đồng nghiệp nổi tiếng. Nghệ sĩ nhân dân Minh Đức có một cuộc sống trọn vẹn khiến nhiều người ước ao. Bà và chồng, nghệ sĩ Lân Bích, đã có một mối tình thật đặc biệt và đẹp của nền điện ảnh Việt Nam. Đến nay, sau mấy chục năm chung sống, cuộc sống của hai vợ chồng bà vẫn luôn hạnh phúc. Bà có tất cả 4 người con, và các con của bà đến nay đều đã lớn và trưởng thành. Nghệ sĩ nhân dân Minh Đức vốn là người kín tiếng trong đời tư, nên khi chia sẻ về cuộc sống gia đình, bà chỉ nói ngắn gọn: "Đây là may mắn của tôi khi hai vợ chồng cùng nghề và hòa hợp trong suy nghĩ cũng như cách sống." 60 năm biết chia ngọt sẻ bùi đã đi qua, để có những đứa con bây giờ đã thành đạt. Ông bà thật sự mãn nguyện với hạnh phúc của gia đình mình, vì theo nghệ sĩ Lân Bích, cha mẹ nhân từ biết dạy dỗ, sống có nhân cách thì sẽ để lại phúc đức cho con cháu. Giờ đây, ở cái tuổi đáng lẽ nên buông bỏ bớt công việc, ông lại động viên bà cố gắng cùng ông tham gia những vai diễn phù hợp trong những bộ phim đã chọn lọc. Đó vừa là cách để không quên nghề, cũng vừa là cách để cặp vợ chồng này tăng thêm tình cảm hơn trong cuộc sống. Ngoài việc đi diễn, Minh Đức và chồng đều có cùng chung sở thích là tập thể dục, theo dõi sức khỏe của mình và bạn đời, để tránh tối đa việc bị ốm đau. Bà vẫn duy trì mỗi sáng bắt đầu với những bài dưỡng sinh, giãn cơ khớp. Theo bà chia sẻ, trong suốt 20 năm nay, gần như chưa ngày nào là tôi bỏ. Dù có bận đến mấy, nếu như không dành ra ít nhất 15 phút buổi sáng, thì hôm đó uể oải, chẳng muốn làm gì nữa. Bà cũng đặc biệt kỹ tính trong vấn đề ăn uống. Những món không thể thiếu trên mâm cơm của bà gồm có cá, rau xanh và trái cây. Chưa kể thói quen duy trì trung bình mỗi ngày phải uống đủ ít nhất 2 lít nước. Nhờ chế độ ăn uống, tập luyện khoa học, mặc dù đã 81 tuổi, thế nhưng mọi người đều nói nghệ sĩ Minh Đức vẫn có sức khỏe tốt. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!